Dạ vâng, Đỗ Tuấn Anh xin kính chào quý khách. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 3 2022. Thì xưởng Đỗ Tuấn Anh vừa hoàn thiện xong phần mộc của 8 chiếc ghế ăn hồng hạt, chất liệu là gỗ gõ đỏ và bên cơ sở làm cho một khách hàng ở Hà Đông. Đây, sản phẩm này rất là đẹp. Anh đặt bên cơ sở tổng là 8 chiếc ghế và một chiếc bàn tròn. Thì hiện tại em đang bể bên kia. Em chưa làm xong phần mộc nên thành ra em quay trước cho anh là 8 chiếc ghế ăn. Tám chiếc ghế ăn này được bên cơ sở làm là đục hai mặt như nhau. Đấy, và làm hàng là hàng dày dặn. Đấy, sau đây em sẽ đi luôn vào nét chi tiết cũng như thông số kỹ thuật của 8 chiếc ghế ăn này. 8 chiếc ghế ăn này thì là 8 như 1. 8 chiếc như 1. Tất cả là được đục là hai mặt như nhau này. Đấy, và phần khuôn tranh của phần mặt đây, là phần này. Bên cơ sở làm với độ dày là 4 phân. Đấy, cực kỳ là dày. Ván mặt thì đây mọi người, ván mặt là 1,5 phân nhá, và 1,5 phân là 1,5 phân đủ để quý khách hàng có thể sử dụng an toàn và yên tâm. Thì mình cơ sở làm đến dày đến tận 1,5 phân rất là dày đó. Và phần yếm này thì bên cơ sở làm với độ dày là 3 phân. Đấy, chân là chân xó nha mọi người nhá, chân là chân xó và phần dưới là có các cái răng đây mọi người nhìn, làm cho cái ghế ăn nó rất là chắc chắn. Đấy, và phần cọ là liền với cả yếm nhá. Đấy, và lên đến phần trên thì mọi người phải nhìn, lên đến phần trên thì là phần trương và phần vách thì được bên cơ sở đục là hai mặt như nhau và đục là hoa hồng. Đấy, mọi người nhìn đó, vách này bên cơ sở làm là đục hai mặt nhá. Đấy, khi làm xong thì bên cơ sở làm vẫn còn dày là 2 phân, còn lúc xẻ ra, xẻ gỗ ra thì là 3 phân. Đấy, làm dày không phải là làm dày là đẹp, nhưng mà làm nhìn mỏng manh như này nó sẽ đẹp hơn. Đấy, nhìn nó sẽ ra dáng ghế hơn chứ không phải là dày là đẹp đâu mọi người ạ. Đấy, mọi người hình dung nếu mà cái phần này mà dày thì cái này cũng phải dày hơn nữa, mà cái chỗ này em đã làm rất là dày rồi. Với cái sở làm 5,5 phân xẻ thì khi làm xong là còn khoảng 4,5 phân đục đẽo đi, trà lu đi, hoàn thiện xong thì nó còn khoảng 4,5 phân mọi người nhá. Đấy, đó là 5,5 phân xẻ. Còn nếu mà mình làm cái chỗ này mà dày độ 3 phân thì chỗ này nó phải 6,5 phân xẻ thì nhìn nó mới ra dáng ghế nó đẹp. Mà nếu mà trên này mà 6,5 phân thì nhìn nó to quá, nhìn nó thô hết gỗ. Đấy, bên em làm như nào cân đối hết, mọi người có thể là hình dung. Đấy, một chiếc ghế ăn này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nó ảnh hưởng nhiều thứ. Đây là phần mặt so. Đấy, mặt so và mặt trước đây mọi người có thể so sánh hai mặt đục là như nhau. Đấy, hai mặt là đục là như nhau luôn nha mọi người nhá. Đấy, và đặc biệt là bộ sản phẩm này, bên cái sở làm là cái cột này nó liền hết từ trên đỉnh xuống tận dưới chân này. Đấy, liền. Đấy, liền hết nhá. Quân tranh so hay quân tranh trước đều 4 phần hết. Đấy, chân cột liền này, liền hết này. Đấy, chân so này được làm liền. Đấy, cực kỳ đã chắc chắn luôn. Đấy, bộ sản phẩm này đang để mộc và khi hoàn thiện thì bên cơ sở sẽ hoàn thiện là 6 lượt đều vào chống trước. Đấy, bao gồm là 4 lót, 1 màu, 1 bóng. Đấy, nước sơn rất là dày, bóng đẹp và sơn là sơn O7. Đấy, và em sẽ giới thiệu qua về phần mặt với chiều rộng là 45, chiều sâu là 42 phủ bì. Đấy, chiều rộng là 45. Đấy, khách hàng có thể ngồi thoải mái luôn, người to hay người nhỏ ngồi trên ghế ăn này thì nó thoải mái luôn. Đấy, không lo bị bé quá nhé mọi người nhá. Đấy, một chiếc ghế ăn đánh giá về phần giá trị của nó thì nó đánh giá về rất nhiều thứ. Thứ nhất là về phần hoàn thiện, thứ hai là công độ dày dặn. Đấy, công độ dày dặn, và cái thứ ba là cái phần mà làm như nào để cho dáng ghế nó đẹp. Đấy, đó là cái công của thợ. Đấy, thợ mới làm và thợ làm lâu năm. Đấy, nó đánh giá một con sản phẩm là giá cao hay giá đắt. Thì một chiếc ghế ăn như này em vừa giới thiệu thì em đang bán hoàn thiện là 2.300.000 đồng một cái. Đấy, 2.300.000 đồng một cái, một chiếc ghế ăn như thế này. Đấy, rồi có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với cơ sở để tư vấn cụ thể hơn. Đấy, về những cái mẫu ghế ăn bên cơ sở là chuyên những sản phẩm ghế ăn như này. Đấy, đây là có 12 chiếc ghế ăn này Louis Hoàng gia này. Đấy, bên trong kia có 10 chiếc ghế ăn Louis Hoa Hồng này. Đấy, có rất là nhiều những sản phẩm đồ gỗ. Chúng tôi có nhu cầu liên hệ trực tiếp thì liên hệ trực tiếp cơ sở qua số điện thoại ở trên màn hình là 0963 245 123. Địa chỉ cơ sở thì ở làng Nghề Mộc, thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đấy, mọi người cũng có thể qua xưởng xem hàng thực tế mắt thấy tay sao. Và video này cũng đã dài rồi, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.